truyền thanh. Câu chuyện truyền thanh. Kính thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, cụm từ hậu Covid được nhắc đến nhiều, không chỉ trên phương tiện truyền thông mà còn khá phổ biến ở tất cả những nơi đông người. Kèm theo đó là nỗi lo và cũng không tránh khỏi những suy diễn làm cho một bộ phận người dân hoang mang, nhất là những người đã mắc Covid trước đó. Phản ánh về vấn đề này, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng theo dõi câu chuyện truyền thanh Lại mắc sai lầm của tác giả Hoàng Kim. Qua câu chuyện này, mong mọi người bình tĩnh, nâng cao nhận thức để bảo vệ sức khỏe cho mình và gia đình hiệu quả hơn. Bây giờ, mời bà con cùng nghe qua phần tham gia thể hiện của các diễn viên. Tường Duy vai Tiến, Duy Hằng vai bà Sáu, mẹ của Tiến, Ngọc Diễm vai Ngọc Mai, Hồ Trái vai Quân, Quang Yến đọc lời dẫn, biên tập và dàn dựng chương trình Quỳnh Thanh Tuấn. Buổi sáng, bà Sáu tới tiệm tạp hóa của Ngọc Mai, cầm theo miếng giấy ghi tên thuốc mà bà được người hàng xóm đưa cho ngày hôm qua. Ngọc Mai đon đã đưa thuốc cho bà Sáu. Dì Sáu hay thiệt nghen. Con mới bán loại thuốc này mấy ngày nay thôi á, mà dì đã biết mà tới mua rồi. Dạ, đây này dì, thuốc hay lắm, nên con bán đắt quá trời luôn á. Mà dì mua cho ai uống vậy dì? Dì với bé Quỳnh, con thằng Tiến uống. Nghe người ta đồn á là hậu Covid nó hành dữ lắm, có người phải cấp cứu, rồi sau đó cứ dây dưa hoài. Người quen chỉ tiệm tụi bay có bán, nên dì tới mua, thiệt mừng hết sức vậy. Dạ, con cũng nhờ uống thứ này mà hết ớn lạnh, hết nhức mỏi, ho cũng hết luôn đó dì. Tụi bay cũng bị Covid hả? Dạ, đợt rồi nguyên xóm mình, nhà nào cũng có F0, con thì bị dây dưa cả tháng luôn. Con uống 3 ngày, thấy bớt hẳn đó dì. Rồi thuốc này ở đâu bay có mà đem bán vậy? Con có ông anh ở Sài Gòn, còn ổng ở bên Mỹ gửi về, nên ổng gửi xuống đây cho con bán đó gì. Ngày nào cũng nghe trên đài nhắc tới hậu Covid, nghe riết phát sợ. Dì có bị nhiễm, nhưng nhẹ thôi. Vậy mà cũng phải mua uống để ngừa cái hậu, lỡ nó hành giật giờ thì mệt lắm. Anh con nói uống thuốc này rồi thì không có lo gì hết, Covid sẽ tịch còi luôn. Con chỉ giới thiệu có vài người, vậy mà bữa nay cả xóm đều biết, họ tới mua liền liền đó dì. So với thuốc trị Covid ngoài tiệm thuốc Tây thì thuốc này mắc hơn nhiều. Nhưng thôi kệ đi, miễn hết bệnh được rồi. Mình làm ruộng, làm giường mà cứ ho sốt đi đâu cũng quấn cái khăn, mặc cái áo ấm thì mần ăn gì được chứ bay. Còn chỉ lời chút đỉnh thôi dì, tại thuốc nhập nên hơi cao, nhưng nó hiệu quả thì cũng xứng đáng đồng tiền dì Sáu ơi. Dì cũng nghĩ như bay vậy đó. Thôi, dì về nghe. Dạ, con cảm ơn dì Sáu. Ai có cần thuốc này á, dì chỉ họ tới đây giùm con nghe dì. Dì biết rồi. Dạ, em nghe anh Tư ơi. Dạ, bán được lắm. Vậy anh gửi xuống thêm cho em vài chục hộp nữa đi. Để người mua được á, người mua không có cũng phiền. Dạ, em cũng hồi hộp. Nhưng anh đảm bảo như thế á, thì em yên tâm rồi. Dạ, em biết rồi. Em chào anh. Tiến đi làm giường về muộn, anh than nhức đầu. Bà Sáu vội vàng đem dĩ thuốc mới mua hồi sáng ở tiệm Ngọc Mai đưa cho Tiến rồi dục. Còn uống liền 2 viên thuốc này vô. Trời ơi, mặt mày đỏ lơ đỏ lửng rồi. Biết đâu con bị hậu Covid thì sao? Để lâu nguy hiểm lắm đó. Còn cảm nắng thôi mà má. Đó, lại hò nữa. Mà cảm nắng á thì cũng phải uống thuốc chứ con. Dạ không có sao đâu má, con nghỉ khỏe rồi pha ly chanh nóng uống vô là xong thôi. Đó, vợ con cũng làm vậy, đâu có cần uống thuốc đâu. Hồi đó chưa có Covid, còn bây giờ ai mà ho sốt đi xét nghiệm là dính liền, mà ghê hơn nữa là hậu Covid. Cho nên má mua thuốc để sẵn, thể thấy trong người khác thường là uống liền. Thuốc chứ đâu phải bánh kẹo đâu má, phải biết bệnh và uống theo toa của bác sĩ, con không uống thuốc này đâu. Mày cứ cãi má hoài à, mày không tin má chứ gì. Tao mà dở thì làm sao nuôi nổi mấy anh em bay mấy chục năm nay chứ.
Má lại vậy nữa rồi. Không phải con cãi má, nhưng con biết sức khỏe của con. Còn má, cứ nghe ai quảng cáo thuốc gì á, má cũng mua hết thì không có tốt đâu. Mình ở quê, xa chợ búa, phải mua thuốc thủ sẵn trong nhà, để khi cần á là có liền. Thuốc này má mua ngoài tiệm tạp hóa của chị Mai chứ gì. Sao mày biết má mua ngoài tiệm con Mai? Mà mua ở đâu, mày miễn thuốc hay thì được rồi. Ơi đâu thắc mắc. Trời ơi, thuốc Tây á người ta bán phải đúng quy định của nhà nước. Đằng này bán chung với bột giặt, dầu gội, tương trao nước mắm. Ngộ thiệt đó. Nhưng thuốc này của anh nó bên Mỹ gửi về. Tiệm thuốc Tây đâu có mà mua. Bây giờ bọn lừa đảo nhiều dữ lắm, làm sao tin được là thuốc tốt chứ. Má giận thì con chịu, chứ con không có uống đâu. Giờ con nghỉ một chút rồi ăn cơm, sau đó con uống đi nước chanh nóng là khỏe liền hả? Tao lo cho mày, mà mày không cần á, thì thôi. Một tuần sau, tại tiệm tạp hóa của Ngọc Mai bị lập biên bản vì có người ngộ độc thuốc trị hậu Covid do cô bán. Trong lúc nhiều người tập trung, Tiến đi ngang vì tò mò nên ghé lại. Nép bên ngoài nhìn vào và nhìn thấy có bà Sáu ngồi bên trong, Tiến im lặng theo dõi. Trước mặt bà con, cô Mai trình bày cho rõ nguồn gốc của loại thuốc trị hậu Covid mà cô bán lâu nay đi. Giờ đã có một ca ngộ độc, cô khai cho rõ là đã bán cho những ai trong ấp này rồi. Thiệt tình á, là tôi cũng không biết đó là thuốc gì. Chỉ nghe ông anh của tôi á giới thiệu nó trị hậu Covid nên đem về bán. Xã mình vừa qua có nhiều người bị nhiễm, cho nên bà con cần thuốc để không bị bệnh kéo dài. Tôi sẽ ghi đầy đủ trong biên bản. Cô nói tiếp đi, kể cả ý kiến của cô bác có mặt ở đây nữa. Cũng may là nạn nhân chỉ ngộ độc nhẹ thôi, chứ nghiêm trọng thì mệt cho cô và cả địa phương nữa đó. Tôi cũng đâu có ý lừa gạt bà con. Tôi nghe nói công dụng như vậy, cộng thêm quê hồng của anh tôi, nên tôi cứ yên tâm mà bán. Không tin anh hỏi dì Sáu đi. Tôi không có dụ dỗ bà con mình đâu. Trước mặt chú Quân cũng như bà con ở đây, tôi cũng nói thiệt, nhà tôi có hai người bị nhiễm Covid nên rất lo. Nghe chị Tám nói ở đây có bán loại thuốc trừ được hậu Covid nên tôi mua, chứ còn Ngọc Mai không có dụ dỗ gì tôi hết trơn á. Cảm ơn ý kiến của dì Sáu, nhưng bà con mình nên hiểu cho rõ ràng về hậu Covid. Đâu phải ai bị nhiễm cũng để lại di chứng. Chỉ một số ít người do cơ địa hoặc có bệnh nền, đề kháng yếu nên mới bị vậy thôi. Cứ nghe tin đồn đoán rồi phát quản thì rất là nguy hiểm đó bà con. Thằng Tiến nhà tôi nó cũng nói như chú Quân, nên bữa nó sốt mà đâu có chịu uống. Nó nói có bệnh thì đi bác sĩ, chứ mua thuốc trôi nổi như vậy có ngày mang họa. Tôi thì hay lo xa nên mua để sẵn trong nhà. Thôi thì bữa nay còn bao nhiêu tôi giao hết cho anh Quân. Cô bác nào đã mua mà chưa uống thì đem tới đây, tôi trả tiền lại cho bà con. Anh Quân ơi, dù không cố ý nhưng tôi cũng có lỗi, mong anh thông cảm mà chăm chước cho tôi nha. Tôi cảm ơn anh nhiều lắm á. Tôi cũng đâu muốn gây khó dễ cho chị, tôi chỉ làm theo chức trách của mình thôi. Trước mặt chị có đại diện chính quyền địa phương, vì thành khẩn thì chúng tôi dễ khắc phục hậu quả hơn. Rồi con Tâm nó khỏe chưa? Nó uống mấy viên mà bị ngộ độc vậy á chú Quân? Vì nó quá sợ hậu Covid, thay vì ngày uống 2 viên thì nó uống 3 lần tới 6 viên, thuộc huyết áp, mạch yếu, phải đi cấp cứu đó gì. Tôi dặn rành dữ lắm, vậy mà nó uống quá liều, làm dính tới tôi luôn. Cũng từ vụ ngộ độc này mới biết cô bán thuốc tây trái phép, cũng từ sự thiếu hiểu biết của bà con mà bọn xấu có cơ hội trục lợi. Nãy giờ tôi đứng bên ngoài cũng nghe được sự việc. Tôi thấy bà con mình còn giữ thói quen là trị bệnh theo lời đồn, trong đó có má tôi. Bà đau lưng nhức mỏi, nghe người ta quảng cáo thì đưa mua thuốc về uống. Thấy em lại chỉ cho bà B. Cứ như vậy, vài bữa là cả xóm làm theo. Đau nhất thì có nhiều nguyên nhân, phải đi khám bệnh mới xác định được do đâu mà có hiện tượng này. Ba cái thuốc gia truyền hầu hết là thuốc giảm đau. Nó đánh lừa cảm giác của bà con đó, nên cứ ngỡ thuốc hay rồi xúm nhau mà mua. Cũng như mùa dịch này, khá nhiều người cũng bị lừa từ chuyện đồn thổi từ mấy tay lăng băm. Nào là thỉnh bùa, nào là niệm dãy 8 con số, nào là thuốc núi trị Covid dứt điểm, nay có thêm thuốc từ Mỹ đem về nữa. Rồi có ai biết thứ gì trong viên thuốc mà con Mai đang bán không chú Quân? Theo phân tích từ ca ngộ độc, bệnh viện đã kết luận đây là loại thuốc giảm đau liều cao. Á dược toàn là bột mì, còn bao bì thì làm giả. Hú hồn hú vía,
Hãy tôi cho cháu nội tôi uống thì không biết ra làm sao nữa đó. Mai à, rồi bay có điện thoại cho ông anh biết cái vụ ngộ độc này chưa? Dạ có, nhà ảnh bị khám xét, niêm phong, ảnh bị tạm giam rồi gì sao? Ý mèn ơi, vậy là họ bán nhiều chỗ lắm à, chứ đâu phải mỗi cái tiệm con Mai thôi. Con nghe người nhà ảnh nói là ảnh lấy thuốc của mấy người chuyên làm hàng nhái, chứ có việc kiều nào gửi về đâu. Bởi chúng biết nếu uống liều vừa phải thì không có chết chóc gì cả. Chúng nói là thuốc nhập để nâng giá trên trời kiếm lợi nhuận đó mà. Con cũng không ngờ ảnh lợi dụng chỗ quen biết mà làm chuyện như vậy. Ảnh biến con thành người lừa đảo. Thiệt con xấu hổ quá vậy Sáu ơi. Ở cùng xóm với nhau, tôi biết chị không có ý đồ xấu. Nhưng do chị cũng hám lợi mà bất chấp những quy định của nhà nước. Hôm nay chị thấy hậu quả rồi đó. Tôi xin thành thật khuyến cáo bà con. Nếu nghi mình có vấn đề về hậu Covid thì đến ngay cơ sở y tế hay bệnh viện để xét nghiệm, kiểm tra đúng theo phương pháp của ngành y. Tuyệt đối không tự mua thuốc uống ngừa hoặc điều trị, vì như vậy sẽ rất nguy hiểm. Sợ nhất là mấy ông mấy bà nghe thông tin ba chớp ba nhán, cứ nghĩ như tìm được thuốc quý vậy, rồi bày cho người này, người nọ làm theo. Mình là nông dân mà, phải tìm hiểu, lắng nghe, học hỏi, đâu phải bác sĩ mà trị bệnh cho người ta chứ, không khéo lại mắc sai lầm nhiều lần nữa đó. Nếu nông dân nào cũng có ý thức nhiệm tiếng ở đây thì cán bộ y tế địa phương như chúng tôi khỏe biết bao. Bà con mình nhiều người ý y lắm. Mình giải thích, tận tình hướng dẫn, nhưng hãy buông ra là đâu lại vào đấy. Chừng gặp sự cố thì lại lôi tụi tôi ra, chạy không kịp thở luôn vậy đó. Bà con người ta đến ngày càng đông rồi kìa. Thôi, chú Quân với mấy anh em làm việc tiếp đi hả? Dạ, cảm ơn dì Sáu đã hợp tác. Tôi cũng cảm ơn cô Mai đã liên hệ với những người mua thuốc của cô để chúng tôi có cơ sở hoàn thành công việc trong ngày hôm nay. Tôi nói để anh Quân thương, tôi sợ dính tới pháp luật lắm. Đây là sự cố ngoài ý muốn, mong anh nói giúp giùm với cấp trên xem xét. Tôi hứa là từ đây không bao giờ dám mua bán loại hàng hóa nào không rõ nguồn gốc, đặc biệt là thuốc Tây, tôi không dám tự ý bán nữa. Chị hứa với tôi và anh em cũng như trước mặt bà con cũng rất thành khẩn. Chuyện phạt dạ cũng không phải là giải pháp tốt, miễn sao bà con thấy được hai mặt của vấn đề mà thay đổi hành vi, tránh xa những việc tiêu cực là tốt rồi. Dạ em cảm ơn anh Quân, nhờ có sự vụ này mà em đỡ bị áp lực từ bác sĩ má của em đó anh Quân. Bồ tổ mày, mày tranh thủ phê bình má mày tại đây hả? Thôi, từ nay má sẽ không làm vậy nữa, má không có cho mày có cơ hội phê bình nữa đâu nghe con. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện truyền thanh lại mắc sai lầm của tác giả Hoàng Khiêm mà quý vị và các bạn vừa nghe đã kết thúc chương trình câu chuyện truyền thanh của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Quỳnh Thanh Tuấn và những người thực hiện hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai cũng vào giờ này. Thân ái, chào tạm biệt.